trực tiếp lịch thi đấu bóng chuyền Future Star hôm nay ngày 27 tháng 7, Việt Nam gặp U21 Elite Canada. Ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7, là ngày thi đấu cuối cùng đầy kịch tính của giải bóng chuyền giao hữu Future Star 2024 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Không khí tại nhà thi đấu Đại học Phúc Đáng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các đội bóng chuẩn bị bước vào những trận đấu quyết định. Tâm điểm của ngày thi đấu là trận tranh hạng năm giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và U21 Elite Canada, diễn ra vào lúc 13 giờ 0 phút. Cả hai đội đều đã có những màn trình diễn ấn tượng trong suốt giải đấu, đặc biệt là trận đối đầu đầy kịch tính tại vòng bảng, nơi Việt Nam giành chiến thắng sát nút 3-2. Lần này, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng và kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, để đảm bảo một chiến thắng trọn vẹn, đội tuyển Việt Nam cần duy trì sự tập trung tối đa trong từng khoảnh khắc trên sân. Mỗi pha bóng, mỗi chiến thuật đều phải được thực hiện một cách hoàn hảo nhất để không cho đối thủ có bất kỳ cơ hội nào. Tiếp theo, vào lúc 15 giờ 30 phút, trận tranh hạng 3 sẽ diễn ra giữa đội trẻ Thượng Hải, Trung Quốc và câu lạc bộ CCVC, Brazil. Đây là cuộc đối đầu giữa một bên là đại diện của châu Mỹ với lợi thế về lực lượng và chuyên môn vượt trội, và một bên là đội trẻ Thượng Hải, được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên. Liệu lợi thế sân nhà có đủ để đội trẻ Thượng Hải tạo nên bất ngờ trước một đối thủ mạnh như CCVC? Trận đấu này hứa hẹn sẽ đem đến những phút giây căng thẳng và kịch tính. Cuối cùng, đỉnh cao của ngày thi đấu là trận chung kết Future Star 2024, diễn ra vào lúc 18 giờ 0 phút giữa U17 Trung Quốc và câu lạc bộ Red Star đến từ Hàn Quốc. U17 Trung Quốc đang quyết tâm giành chiến thắng để lên ngôi vô địch, nhưng họ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức từ đối thủ mạnh mẽ đến từ Hàn Quốc. Cả hai đội đều có phong độ ấn tượng suốt giải đấu, và trận chung kết này sẽ là cuộc đối đầu không khoan nhượng, nơi mỗi điểm số đều mang tính quyết định đến chức vô địch. Với sự tham gia của các đội bóng trẻ đến từ những nền bóng chuyền hàng đầu thế giới, giải Future Star 2024 không chỉ là sân chơi để các tài năng trẻ thể hiện mà còn là nơi ghi dấu những trận đấu đỉnh cao, những khoảnh khắc thăng hoa và cả những giọt nước mắt tiếc nuối. Ngày thi đấu cuối cùng này sẽ là một bức tranh đầy màu sắc, hứa hẹn mang đến những cảm xúc trọn vẹn cho khán giả và người hâm mộ trên toàn thế giới. Hãy cùng chờ đợi và cổ vũ cho các đội bóng trong những trận đấu cuối cùng để chứng kiến những ngôi sao tương lai của bóng chuyền tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu quốc tế. Đội ngũ ban biên tập chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và tường thuật một cách nhanh nhất, chính xác nhất để gửi đến quý vị. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không thể bỏ lỡ những diễn biến mới nhất, kịch tính nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đội U21 Elite Canada. Thông tin tiếp theo xác định trận đấu đầu tiên của Trần Thị Thanh Thúy ở Cúp Châu Âu, 4T có thuận lợi đặc biệt để ghi dấu ấn. Như đã biết, câu lạc bộ Kujibo của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thi đấu ở CEV Cup mùa giải 2024-2025. Giải đấu này là cúp C2 của bóng chuyền cấp câu lạc bộ của châu Âu, chất lượng chuyên môn chỉ xếp sau cúp C1. Theo kết quả bốc thăm mới đây, Thanh Thúy cùng đồng đội ở câu lạc bộ Kujibo của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thi đấu với câu lạc bộ OK Dinamo Zagreb của Croatia tại vòng 1/16 của CEV Cup mùa giải 2024-2025. Trận lượt đi diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2024. Thanh Thúy và đồng đội sẽ chơi trận sân nhà trước khi làm khách của OK Dinamo Zagreb vào ngày 12 tháng 11 năm 2024. Nếu giành chiến thắng chung cuộc, Thanh Thúy và đồng đội sẽ giành quyền vào vòng 1/8 CEV Cup 2024-2025 và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Radomka Radom và Dukla Liber. Thanh Thúy sẽ bắt đầu hội quân cùng các đồng đội mới ở câu lạc bộ Kujibo từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Như vậy, đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có hơn 3 tháng để tập luyện và thi đấu với các đồng đội mới tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ trước khi thi đấu với OK Dinamo Zagreb tại vòng 1/16 CEV Cup 2024-2025. Khoảng thời gian hơn 3 tháng là khá dài để Thanh Thúy có thể tiếp tục hồi phục thể lực, làm quen với các đồng đội mới cũng như hòa nhập, thích ứng với lối chơi của câu lạc bộ Kujibo. Nếu không có sự cố đặc biệt xảy ra thì với khoảng thời gian chuẩn bị nói trên, Thanh Thúy hoàn toàn có thể đạt 100% thể lực, cũng như hoàn toàn bắt nhịp và hòa nhập vào môi trường ở câu lạc bộ Kujibo khi cùng đồng đội thi đấu với OK Dinamo Zagreb ở vòng 1/16 CEV Cup 2024-2025. Và cuối cùng, binh chủng thông tin và dấu ấn đào tạo bóng chuyền nữ trẻ. Câu lạc bộ bóng chuyền nữ binh chủng thông khẳng định vị thế là một trong những lò đào tạo hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngày 18 tháng 7, tại giải bóng chuyền cúp quân đội mở rộng năm 2024, câu lạc bộ nữ binh chủng thông tin, trường Tư Bình Phước đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch. Với đội hình mạnh mẽ và kỹ thuật vượt trội, các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã tạo nên một kỳ tích, toàn thắng tất cả các trận đấu với tỷ số 3-0, giành chức vô địch một cách thuyết phục và đáng tự hào. Bước vào giải đấu với tư thế của nhà đương kim vô địch,
đội bóng binh chủng thông tin đã chứng minh sự vượt trội của mình qua từng trận đấu. Mỗi pha bóng, mỗi cú đập mạnh mẽ đều thể hiện rõ ràng sự lão luyện và tinh thần thi đấu không khoan nhượng. Ban huấn luyện đánh giá cao sự cống hiến của các trụ cột, nhưng cũng không quên nhấn mạnh sự tiến bộ rõ nét về chuyên môn của các vận động viên trẻ. Những gương mặt mới đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất, không ngừng nỗ lực để đóng góp vào thành công chung của đội. Trước đó, tại giải trẻ vô địch toàn quốc 2024 diễn ra ở Quảng Trị, huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh đã mang tới đội hình gồm 14 tay đập xuất sắc nhất, sản phẩm trực tiếp của Lò Binh Chủng Thông Tin. Trong số này, nổi bật nhất là Phạm Quỳnh Hương, một tay đập cao 1m86, đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với những pha bóng uy lực và chính xác. Dù đội nữ trẻ binh chủng thông tin chỉ đạt đồng hạng 3 cùng Kinh Bắc Bắc Ninh, nhưng kết quả này đã chứng minh sự nỗ lực và trưởng thành không ngừng của các cầu thủ trẻ. Ban chủ nhiệm và ban huấn luyện câu lạc bộ đều nhận thấy rõ sự phát triển và tiềm năng của các gương mặt trẻ. Những nỗ lực không mệt mỏi của các vận động viên trẻ đã đem lại niềm hy vọng và sự tin tưởng về một tương lai tươi sáng cho đội bóng. Trung tá Đặng Văn Hiển, chính trị viên câu lạc bộ bóng chuyền nữ binh chủng thông tin, nhấn mạnh, thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn do trẻ hóa đội hình, nhưng đội bóng chuyền binh chủng thông tin vẫn giữ vững mục tiêu tạo cơ hội cho nhiều tài năng triển vọng phát triển chuyên môn. Đồng thời, công tác tuyển chọn và đào tạo huấn luyện cầu thủ trẻ vẫn luôn được đảm bảo, khẳng định vị thế là đội bóng đào tạo bóng chuyền trẻ hàng đầu Việt Nam. Với yêu cầu cầu nhiệm vụ thi đấu thể thao thành tích cao tại các giải đấu cấp độ trẻ và tạo nguồn vận động viên trong tương lai của câu lạc bộ, mỗi độ vào hè, câu lạc bộ bóng chuyền nữ binh chủng thông tin luôn tổ chức tuyển chọn các vận động viên năng khiếu để đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong hai ngày 23, 24 tháng 7 vừa qua, đội bóng này đã tổ chức kiểm tra sát hạch đối với 27 vận động viên trẻ năng khiếu. Đây là những gương mặt đã được huấn luyện hè sau khi vượt qua bài thi khám tuyển hồi đầu tháng 6. Kết quả, 16/27 vận động viên trẻ đạt yêu cầu chất lượng. Sau đó, các vận động viên này tiếp tục được cho đi kiểm tra xương, độ phản xạ để đội bóng có đánh giá chính xác nhất, từ đó sàng lọc, chọn ra những gương mặt ưu tú nhất để đưa vào đào tạo. Với cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện và thi đấu hiện đại được đầu tư, mua sắm, binh chủng thông tin luôn được xem là lò đào tạo, huấn luyện cầu thủ trẻ hàng đầu của miền Bắc. Dù từng thời kỳ khó tránh được những khó khăn ở công tác đào tạo huấn luyện, nhưng cấp quản lý vẫn luôn nỗ lực tìm giải pháp thay đổi nhằm duy trì vị thế cho bóng chuyền nữ tuyến 1 cũng như tuyến trẻ của binh chủng thông tin. Trung tá Đặng Văn Hiển cho biết, không phụ lòng mong mỏi của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các nhà tài trợ và đông đảo khán giả mến mộ, trong những năm gần đây, câu lạc bộ bóng chuyền nữ binh chủng thông tin, trường Tư Bình Phước đã có bước phát triển tiến bộ vượt bậc, luôn giành thành tích cao trong các giải thi đấu của quốc gia, đồng thời là lực lượng nòng cốt của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia thi đấu ở các kỳ SEA Games và quốc tế. Trong quá trình gần 54 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của câu lạc bộ, đã có nhiều tấm gương sáng về ý chí, nghị lực, vượt lên mọi khó khăn, cống hiến tài năng, trí tuệ để giành thành tích cao trong chỉ đạo, huấn luyện và thi đấu, nỗ lực đưa thương hiệu bóng chuyền nữ binh chủng thông tin được biết đến không chỉ ở trong nước mà còn với đông đảo bạn bè khu vực. Đội trưởng chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh bày tỏ, tôi tự hào vì là một thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền binh chủng thông tin. Đội bóng không chỉ là môi trường lý tưởng để tôi hướng tới những đỉnh cao trong nghiệp bóng chuyền mà nơi đây như là ngôi nhà thứ hai, nơi tôi có những người thầy, cô tận tâm, có những đồng chí, đồng đội luôn yêu thương nhau hết mình. Thành công của câu lạc bộ nữ binh chủng thông tin, trường Tư Bình Phước tại Cúp Quân đội mở rộng năm 2024 không chỉ là minh chứng cho tài năng và sự nỗ lực của các vận động viên, mà còn là kết quả của chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của câu lạc bộ. Từng trận đấu, từng chiến thắng đều ghi dấu những khoảnh khắc thăng hoa, những giọt mồ hôi và cả những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở. Những cô gái mạnh mẽ và quyết tâm của binh chủng thông tin đã viết tiếp câu chuyện vinh quang của mình trên sân bóng, mang lại niềm tự hào không chỉ cho câu lạc bộ mà còn cho cả người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam.